Chào các em, hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em cái phần chương 3 của hình học 10 học kỳ 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học về cái phần là vị trí tương đối của hai đường thẳng. Như vậy là hôm trước thì trong video trước thì thầy đã hướng dẫn cho các bạn về là cách viết, cách chứng minh cái phương trình tổng quát của đường thẳng và cách mà chúng ta vận dụng để chúng ta viết các cái phương trình đường thẳng, vận dụng cái công thức mà chúng ta chứng minh được, chúng ta viết các phương trình đường thẳng. Trong bài học hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn là cái phần tiếp theo, tức là cái phần vị trí tương đối của hai đường thẳng. Đấy. Như vậy là khi mà biết viết phương trình rồi thì các bạn sẽ phải biết làm thêm một số cái dạng bài tập khác nữa. Đấy. Ví dụ như là tính góc, tính xác định vị trí tương đối, tính khoảng cách, vân vân. Đấy, như vậy thì bài học hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần là xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng. Thì trong bài học hôm nay thì trong hình học lớp 10 của các bạn ấy, hào hoặc là chương 3, các bạn nhìn thấy cái tiêu đề của cái chương 3 này, nó là phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Như vậy thì bài học hôm nay chúng ta học về vị trí tương đối của hai đường thẳng, nhưng mà chúng ta chỉ học về cái phần vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng thôi, tức là hai đường thẳng đấy nó phải cùng nằm trên một mặt phẳng nào đó. Còn cái phần mà hai đường thẳng, vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian thì chúng ta sẽ học ở học kỳ 2 của chương trình hình học lớp 12. Đấy, như vậy thì bài học hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái phần là vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng. Thì các bạn nhớ thầy là theo định nghĩa trong sách giáo khoa thì người ta nêu thành vị trí tương đối của hai đường thẳng thì có 3 trường hợp. Tức là trường hợp thứ nhất hay là có 3 vị trí tương đối. Vị trí tương đối thứ nhất chính là cái trường hợp thứ nhất của chúng ta này. Thì nó là hai đường thẳng của chúng ta là song song với nhau. Đấy, tức là vị trí thứ nhất là cái mối tương quan giữa hai đường thẳng, đấy là cái vị trí của nó là nhìn cái kiểu là nó song song với nhau. Đấy, như vậy là về mặt hình ảnh thì hai đường thẳng D và D' của chúng ta như này thì nó là về mặt song song thì nó có dạng như này. Đấy, như vậy thì dựa theo cái khái niệm và cái hình ảnh về hai đường thẳng song song thì các bạn nhớ thầy là người ta định nghĩa hai đường thẳng song song, nếu mà sau này các bạn học đến lớp 11 thì người ta sẽ định nghĩa là hai đường thẳng song song là hai đường thẳng đồng phẳng và không có điểm chung. Nghĩa là hai đường thẳng mà song song với nhau là khi và chỉ khi là chúng cùng nằm trong một mặt phẳng và không có điểm chung. Đấy, như vậy thì người ta nêu thành đồng phẳng. Đồng phẳng tức là cùng trong một, cùng nằm trong một mặt phẳng. Đấy, và như vậy thì vì chúng ta chỉ xét trong mặt phẳng thôi, như vậy thì cái yếu tố mà nằm trong cùng mặt phẳng thì chúng ta bỏ qua. Như vậy thì các bạn chỉ cần chú ý với thầy là trong một mặt phẳng thì hai đường thẳng của chúng ta gọi là song song với nhau thì khi và chỉ khi chúng không có điểm chung. Như vậy thì đến đây các bạn đã suy ra cho thầy được là D giao với D' của chúng ta bằng rỗng. Đấy, như vậy thì nghĩa là hai đường thẳng D và D' của chúng ta là không có điểm nào giao nhau. Đấy, tức là giao nhau bằng rỗng. Đấy, hoặc là các bạn có một cái nhận xét là chúng không có điểm chung. Đấy, tức là hai đường thẳng song song thì chúng không có điểm chung. Đấy chính là cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết được hai đường thẳng song song trong mặt phẳng. Trường hợp thứ hai của chúng ta chính là cái vị trí tương đối thứ hai, tức là hai đường thẳng cắt nhau. Đấy, về mặt hình ảnh thì các bạn có thể thấy như này. Đấy, ví dụ như là đường thẳng D và đường thẳng D' trong trường hợp như này thì nó sẽ cắt nhau tại điểm Y này, cái dấu chấm đỏ của chúng ta, tức là cái giao điểm này của chúng ta này, của hai đường thẳng D và D' này. Đấy, như vậy thì cái trường hợp mà hai đường thẳng D và D' nó có một điểm chung là Y như này thì người ta gọi là hai đường thẳng này là hai đường thẳng cắt nhau. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn cũng suy ra được là như vậy theo cái khái niệm mà người ta nêu thì các bạn sẽ suy ra được là hai đường thẳng cắt nhau thì nó sẽ có một điểm chung. Và như vậy thì D giao với D' của chúng ta thì bằng Y, Y chính là cái điểm chung. Và như vậy thì đến đây các bạn cũng rút ra cho thầy được một cái nhận xét nữa là như vậy thì khi mà hai đường thẳng cắt nhau thì chúng chỉ có duy nhất một điểm chung. Đấy, hai đường thẳng mà song song với nhau thì chúng không có điểm chung. Còn trường hợp mà hai đường thẳng cắt nhau thì nó có một điểm chung. Đấy. Trường hợp thứ ba của chúng ta là hai đường thẳng trùng nhau. Thì về mặt hình ảnh thì các bạn thấy như này. Đấy, như vậy đường thẳng này D và D' của chúng ta nó trùng nhau. Như vậy thầy chỉ viết một đường thôi. Đấy thì các bạn nhớ cho thầy là cái khái niệm về hai đường thẳng trùng nhau là người ta nêu như thế này, hai đường thẳng mà đường thẳng này cũng chính là đường thẳng kia, tức là nó chỉ khác nhau về cái tên đấy thì người ta gọi là hai đường thẳng trùng nhau. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy là như vậy là hai đường thẳng trùng nhau chính là hai đường thẳng là cùng là một đường. Đấy, nhưng mà nó đại khái là cái tên gọi của nó là khác nhau thôi. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy là vì hai đường thẳng là cùng nói chung là đường này cũng là đường kia. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn sẽ suy ra cho thầy được là như vậy thì mọi điểm của đường thẳng này cũng chính là mọi điểm của đường thẳng kia. Đấy, như vậy là hai đường thẳng trùng nhau. Thì các bạn sẽ thấy cho thầy được là
À, như vậy là mọi điểm của đường thẳng này cũng là mọi điểm của đường thẳng kia, vì nó chính là một. Đấy. Bản chất của hai đường thẳng chung nhau chính là một. Chính vì vậy nên là các bạn thấy cho thầy là à, như vậy thì đến đây các bạn sẽ có cho thầy là một cái nhận xét là hai đường thẳng chung nhau thì của chúng có vô số điểm chung. Đấy. Như vậy thì qua ba cái ví dụ này thì các bạn thấy cho thầy được là vị trí tương đối của hai đường thẳng, thì các bạn sẽ thấy cho thầy được như vậy là chúng ta có ba vị trí tương đối trong mặt phẳng, thì chúng ta có ba vị trí tương đối. Sau này trong không gian thì các bạn sẽ còn vị trí mà còn một vị trí tương đối nữa, tức là nó chiếu nhau. Tức là khi mà các bạn vẽ lên hình học đấy, vẽ lên mặt phẳng đấy, vẽ lên tờ giấy và vẽ lên bảng các bạn ấy, thì nhìn có vẻ khác nhau nhưng mà thực tế nó không khác nhau. Đấy là cái trường hợp mà hai đường thẳng chiếu nhau. Đấy, như còn trong mặt phẳng ở hình học lớp 10 thì các bạn chỉ có ba trường hợp này thôi. Trường hợp vuông góc cũng chính là trường hợp cắt nhau. Đấy, thì góc của hai đường thẳng mà cắt nhau thì góc của nó có thể là góc nhọn như này. Đấy, hoặc là góc vuông, hoặc góc tù, hoặc là góc vuông. Đấy, các bạn nhớ thầy là góc của hai đường thẳng thì sau này chúng ta sẽ biết. Đấy, qua đây thì thầy giới thiệu luôn cho các bạn này. Ví dụ D và D' nó giao nhau tại bốn điểm, bốn góc như này, cắt nhau tại Y và nó có thành bốn góc này, hai góc nhọn đối nhau này. Đấy, đối đỉnh này, hai góc tù đối đỉnh này, thì người ta quy ước là trong các góc mà tạo bởi hai đường thẳng thì chúng ta chỉ lấy là góc nhỏ nhất thôi. Đấy, như vậy thì nó không bao giờ nó tù. Đấy, nó chỉ nhọn bằng vuông thôi, hoặc là nó trùng nhau thì nó bằng không. Đấy, như vậy là sau này thì sang cái phần mà xác định góc của hai đường thẳng thì chúng ta thầy sẽ nêu thêm. Còn hiện tại thì các bạn nhớ thầy là như vậy thì nhớ thầy là cứ hai đường thẳng nó cắt nhau như này, có một điểm chung như này thì gọi là cắt nhau, còn nó vuông hay không vuông thì tùy nó. Đấy, thì cũng là cắt nhau đấy. Đấy, như vậy thì đấy là trường hợp đặc biệt của hai đường thẳng cắt nhau thôi. Tránh nhầm lẫn, các bạn nhớ cho thầy tránh nhầm lẫn cái trường hợp mà nó vuông lại là một trường hợp khác là không phải. Thì chú ý cho thầy. Như vậy thì trong ba cái ví dụ này và cũng là ba cái hình ấy, và các bạn nhìn quan sát cho thầy ba hình ảnh này thì các bạn thấy cho thầy được là như vậy thì dấu hiệu để chúng ta phân biệt được ba trường hợp này là chính là thế này. Đấy, như vậy là hai đường thẳng mà song song với nhau là khi và chỉ khi chúng không có điểm chung. Đấy, còn nếu mà hai đường thẳng mà có một điểm chung là suy ra chúng cắt nhau. Đấy, còn hai đường thẳng mà chúng mà có vô số điểm chung thì chúng ta suy ra là chỉ có trường hợp là trùng nhau, thì mọi điểm của đường thẳng này cũng chính là mọi điểm của đường thẳng kia. Đấy, chính vì vậy nên là nó là có vô số điểm chung. Và như vậy thì khi mà các bạn xét số giao điểm của hai đường thẳng mà thấy cho thầy là nó có vô số điểm chung thì nó chính là trường hợp là hai đường thẳng trùng nhau. Đấy, còn một điểm chung thì nó là cắt nhau, không có điểm chung là song song với nhau. Thì đấy cũng chính là cái tư tưởng, cái nội dung quan trọng nhất để chúng ta vận dụng để chúng ta giải cái phần vị trí tương đối của hai đường thẳng. Đấy, thì các bạn chú ý cho thầy là cái phương pháp xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng nó còn một phương pháp khác, nhưng mà tuy nhiên là cái phương pháp này thì nó rất là căn bản và nó rất là bản chất, giúp cho các bạn hiểu bản chất nó rất là tốt. Chính vì vậy nên là thầy hướng dẫn cho các bạn cái cách này trước. Cách kia thì cái phương pháp kia thì nó dễ hơn, thầy sẽ giới thiệu sau. Còn cái phương pháp này thì thầy sẽ nó phức tạp hơn một xíu, nhưng mà nó hiểu các bạn, giúp cho các bạn hiểu được sâu bản chất hơn. Như vậy thì thầy giải lại trước. Và nói chung là cũng cái phần khó thì thường thường là chúng ta phải học trước. Đấy. Nó phức tạp hơn một xíu, nhưng mà bản chất thì chúng ta phải học trước. Chứ không, nếu các bạn học cái phần mà dễ quá, đấy, học cái phương pháp dễ trước, đến khi vượt phương pháp khó là các bạn bỏ qua mất. Như vậy thì nó hơi uổng. Như vậy thì đấy là cái nội dung của ba vị trí tương đối của hai đường thẳng. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cách chứng minh, cách ghi nhận các cái định nghĩa của nó và các nhận xét của chúng ta này. Đấy, không có điểm chung này, có duy nhất một điểm chung này, mọi điểm chung, mọi điểm cũng là điểm chung này. Đấy, như vậy để chúng ta xác định vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Như vậy là bây giờ thầy nhắc lại một xíu. Như vậy các bạn chú ý với thầy là như vậy để mà chứng minh được hai đường thẳng, xác định vị trí tương đối hai đường thẳng thì chúng ta sẽ xét giao điểm của chúng xem thế nào. Như vậy khi mà chúng không có giao điểm thì nó là song song. Đấy, thì cái trường hợp một. Khi mà nó có một giao điểm thì nó là cắt nhau, và khi mà nó vô số giao điểm thì nó là trùng nhau. Đấy, như vậy các bạn phải nắm thật chắc lại cho thầy cái phần này để chúng ta vận dụng vào phần bài tập. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần chúng ta vận dụng. Đấy, tức là ở cái ví dụ này, ví dụ thứ nhất này, chúng ta sẽ xác định xem vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau xem thế này. Đấy, ví dụ như là trường hợp câu A của chúng ta là D1 của chúng ta có phương trình là 2x cộng 5y trừ 7 bằng 0, và cái đường thẳng D2 của chúng ta có phương trình là 4x cộng 10y cộng 3 bằng 0. Như vậy thì chúng ta sẽ xét xem là như vậy thì đường thẳng D1 và D2 này là nó như thế nào. Đấy, vị trí tương đối của chúng là như thế nào, song song, cắt nhau hay là trùng nhau. Đấy. Câu B của chúng ta là cũng là đường thẳng D1, 2x cộng 5y trừ 7 bằng 0,
và đường thẳng D3 của chúng ta là 3x trừ 4y cộng 1 bằng 0. Đấy, chúng ta cũng xác định vị trí đối giữa hai cặp đường thẳng này. Và các bạn chú ý với thầy là thầy ở các câu ABC này thầy đều lấy cái trường hợp thứ nhất là đều là D1 ấy. Đấy, cùng một phương trình. Để các bạn thấy với thầy là cùng một đường thẳng thôi thì chúng ta xét ví dụ như là với đường thẳng này thì nó song song hay là với đường thẳng này kia thì nó trùng nhau hay cắt nhau gì đấy. Đấy, như vậy thì các bạn để các bạn biết được cách này. Đấy. Còn nếu mà D1 này của chúng ta là một đường thẳng D4 hay D khác vậy thì các bạn cứ làm tương tự thôi. Nó cũng cách này chúng ta làm tốt nhé. Như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ giải cái câu thứ nhất tức là câu A. Đấy, như vậy thì các bạn biết cho thầy như lúc nãy thầy nhấn mạnh rồi. Thì các bạn biết cho thầy là khi mà để xác định vị trí tương đối của D1 và D2 thì chúng ta phải xét xem là như vậy xem D1 và D2 này nó có bao nhiêu điểm chung để chúng ta biết được là nó là vị trí tương đối nó là như thế nào. Đấy, như vậy thì để biết được điểm chung thì đầu tiên chúng ta sẽ xét hệ phương trình tọa độ giao điểm của D1 và D2. Đấy, như vậy là để xét được là số điểm chung của hai cái đường thẳng nào đó thì chúng ta sẽ xét hệ phương trình tọa độ giao điểm của chúng. Thì các bạn nhớ lại cho thầy một xíu về cái phần đường thẳng là ví dụ như là một điểm nào đó mà thuộc đường thẳng D1 chẳng hạn thì các bạn phải thay vào phương trình đường thẳng D1 này, tọa độ của nó các bạn thay vào đây nó phải thỏa mãn. Đấy, như vậy thì nói chung là nó cứ thuộc cái đường thẳng nào đó hoặc là thuộc một đường nào đó thì tọa độ của điểm đấy các bạn thay vào nó phải thỏa mãn phương trình của nó. Còn nếu mà không nó không thỏa mãn phương trình thì nó không thuộc đường thẳng. Đấy, thì vì người ta định nghĩa là đường thẳng là tập hợp tất cả những điểm mà có tọa độ mà các bạn thay vào phương trình của nó thỏa mãn. Đấy, như vậy thì như vậy là nó phải thỏa mãn thì nó mới là thuộc cái đường thẳng đấy, còn nó không thỏa mãn thì nó không phải thuộc. Đấy, và các bạn lại biết cho thầy được là giao điểm của D1 và D2 chẳng hạn thì chính là cái điểm mà vừa thuộc D1 vừa thuộc D2. Như vậy thì các bạn vừa thay tọa độ nó vào phương trình D1 nó cũng thỏa mãn mà vừa thay vào phương trình D2 nó cũng thỏa mãn. Đấy, như vậy thì nghĩa là nó thuộc giao điểm của những cái hình nào thì các bạn thay vào những cái phương trình của các cái hình đấy thì nó phải thỏa mãn hết. Đấy, như vậy chính vì vậy nên là các bạn sẽ có cho thầy được là giao điểm của D1 và D2 thì nó phải đồng thời thỏa mãn được cái phương trình đường thẳng D1 chính là cái phương trình trên này và thỏa mãn cái phương trình đường thẳng D2 chính là phương trình dưới này. Đấy, chúng ta lôi hai cái phương trình này lại với nhau thôi và chúng ta ghép thành một hệ này. Đấy, như vậy nó phải đồng thời thỏa mãn cả hai phương trình này. Đấy, chính là hệ phương trình này. Đấy. Như vậy thì đến đây các bạn sẽ lấy máy tính các bạn bấm cho thầy ra và các bạn thấy cho thầy được là cái hệ phương trình này của chúng ta nó vuông nghiệm. Đấy, như vậy thì các bạn sẽ suy ra cho thầy được là D1 sang với D2 bằng rộng. Và như vậy thì theo cái khái niệm về hai đường vị trí tương đối của hai đường thẳng thì đến đây chúng ta có thể kết luận là như vậy là khi mà chúng giao nhau bằng rộng như này thì chúng chứng tỏ là chúng không có điểm chung. Đấy, và như vậy thì D1 của chúng ta và D2 của chúng ta là chúng song song với nhau. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy là cái phần xác định cái phương pháp này của chúng ta thì nó nhìn có vẻ nó dài dòng một xíu nhưng mà nó cũng không khó lắm. Đấy, nên là các bạn cố gắng là phải nhớ thêm cho thầy cái phương pháp này. Phương pháp này của các bạn nó cũng rất là hay. Đấy, để xác định theo cái kiểu bản chất ấy, nó hai cái hình mà như thế nào thì vị trí tương đối của nó như thế nào đấy thì song song cắt nhau trùng nhau hay như thế nào đấy. Đấy, thì sau này đến lớp 12 các bạn còn vận dụng rất là nhiều. Đấy, còn rất là nhiều những bài tập hay mà nó vận dụng cái cách này. Đấy, nếu mà các bạn mà dùng cái cách kia thì cái phương pháp thứ hai mà hôm sau thì giải đấy thì các bạn sẽ thấy cái này là như vậy thì chúng ta nhiều bài tập chúng ta sẽ bị nói chung là có thể là các bạn không biết cách làm. Như vậy thì đây là cố gắng như luyện tập thêm cho thầy cả cách này và nó cũng rất là dễ. Như vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục vào cái câu B. Câu B của chúng ta thì nó phương trình của nó là như này, vẫn xét đường thẳng D1 của chúng ta là 2x cộng 5y trừ 7 bằng 0 và phương trình đường thẳng D3 của chúng ta, đường thẳng D3 chúng ta có phương trình là 3x trừ 4y cộng 1 bằng 0. Đấy, và như vậy thì tương tự thôi. Như vậy thì để xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng thì các bạn lại tiếp tục xác định cho thầy là xem là chúng có bao nhiêu giao điểm không. Đấy, thì để và biết được có bao nhiêu giao điểm thì chúng ta lại xét hệ phương trình tọa độ giao điểm của chúng. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ xét hệ phương trình tọa độ giao điểm của D1 và D3. Như vậy thì để xét hệ thì các bạn cứ lôi cái phương trình nó lại thôi. Đấy, vì là các giao điểm thì hình như là nó phải thỏa mãn hết các cái phương trình này mà. Đấy, thì nó mới là giao điểm. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn bấm máy tính ra cho thầy và như vậy chúng ta thu được là x bằng 1 và y bằng 1. Đấy, thì các bạn nhớ cho thầy là như vậy là chúng ta được x bằng 1 và y bằng 1 này, hai cái thằng này kết hợp lại với nhau thì chúng ta được một giao điểm và nó có hoành là bằng 1 và tung bằng 1. Đấy, các bạn chú ý cho thầy là nhớ cho thầy là khi mà các bạn bấm ra x bằng mấy như này, y bằng mấy như này, như vậy là các bạn có hai giá trị nhưng mà không phải là nó có hai nghiệm. Đấy, các bạn phải chú ý cho thầy là khi mà một hệ của chúng ta có bao nhiêu ẩn thì trong cái nghiệm của nó phải có mấy nhiêu thành phần.
À, như vậy thì ví dụ như là có ẩn x, y, z thì phải có là x bằng mấy, y bằng mấy, z bằng mấy. Đấy, thì ghép lại thì chúng ta mới được là cái một nghiệm hoàn chỉnh của hệ. Đấy, tức là các cái giá trị của nghiệm, các cái thành phần của nghiệm. Như vậy thì các bạn nhớ cho thầy là phải chú ý cho thầy như vậy. Chứ không phải là cứ hai cái giá trị x bằng 1 này là một nghiệm, y bằng 1 là một nghiệm, là các bạn mà hiểu như vậy là sai. Đấy, thì trong cái quá trình mà thầy dạy thì thầy cũng có phát hiện ra là một số bạn là cũng có nhầm lẫn như này. Đấy, như vậy thì các bạn chú ý cho thầy, nếu mà bạn nào nhầm lẫn thì phải cố gắng nhớ lại kỹ cho thầy cái phần này. Đấy, như vậy thì trong một phương trình của chúng ta có bao nhiêu nghiệm, là có bao nhiêu ẩn, thì nó sẽ nghiệm của nó phải có bao nhiêu thành phần, tức là nghiệm ẩn này bằng bao nhiêu, ẩn kia bằng bao nhiêu, ẩn còn lại bằng bao nhiêu, vân vân. Đấy, nói chung là các ẩn còn lại còn bằng bao nhiêu. Đấy, như vậy ghép lại thì chúng ta mới được một nghiệm. Đấy, chứ còn là không phải ra từng thành phần của nó là một nghiệm. Đấy, và như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy được là như vậy, là cái hệ này các bạn bấm ra cho thầy được là nó có một cặp giá trị là x bằng 1 và y bằng 1. Như vậy thì các bạn thấy cho thầy là D1 và D3 của chúng ta là giao nhau tại một cái điểm có hoành độ bằng 1. Đấy, tức là x là chính là hoành, y chính là tung. Đấy, như vậy là hoành độ là 1 và tung là 1. Đấy, như vậy là cái điểm 1 1. Như vậy thì đến đây các bạn sẽ thấy cho thầy được là như vậy là D1 và D3 của chúng ta là chỉ có duy nhất một điểm chung. Đấy, hoành và tung kết hợp lại thì chúng ta chỉ có duy nhất một điểm chung thôi. Như vậy thì đến đây theo các khái niệm thì các bạn sẽ kết luận cho thầy được là như vậy là D1 là cắt D3. Khi mà chúng có một điểm chung thì là hai đường thẳng này nó sẽ vị trí tương đối của nó gọi là cắt nhau. Đấy, tiếp tục chúng ta vào cái trường hợp tiếp theo, tức là cái câu C của chúng ta là cái đường thẳng D1 của các bạn vẫn là có phương trình là 2x + 5y - 7 = 0, và đường thẳng D4 của chúng ta là có phương trình là -6x - 15y + 21 = 0. Đấy, thì cái phần màu bằng vàng này các bạn nhớ thầy là để cho các bạn dễ quan sát ấy, cái nội dung của bài toán ấy. Nên là thầy bê lại cái màu bằng vàng là cái phần ghi chú lại để các bạn nhìn thấy cái đề của bài toán của chúng ta làm cho nó tiện thôi. Đấy, chứ còn trong cái quá trình đi thi các bạn nhớ thầy là trình bày thì chúng ta bỏ qua phần này. Đấy, như vậy thì tương tự cái câu AB thì chúng ta vẫn là để xác định vị trí tương đối của D1 và D4 thì chúng ta vẫn phải xét xem là chúng có bao nhiêu giao điểm. Như vậy thì để xét xem bao nhiêu giao điểm thì chúng ta lại vẫn tiếp tục xét hệ phương trình tọa độ độ giao điểm của chúng, tức là hệ xét hệ phương trình tọa độ giao điểm của D1 và D4. Như vậy thì các bạn sẽ có được cái hệ này, tức là 2x + 5y - 7 = 0 và -6x - 15y + 21 = 0. Đấy, các bạn ghép hai cái thằng này lại cho thầy, và đến đây các bạn lại bấm máy tính ra cho thầy thì đến đây các bạn sẽ thu được cho thầy là như vậy thì cái này chúng ta, hệ này chúng ta bấm máy tính ra thì nó có nó thông báo là máy tính nó thông báo là có vô số nghiệm. Đấy, như vậy thì tức là nghĩa là nó có vô số cặp y phẳng áo, và như vậy thì nghĩa là D1 và D4 của các bạn là nó có vô số điểm chung. Đấy, như vậy thì theo cái khái niệm về vị trí tương đối của hai đường thẳng thì đến đây chúng ta có thể kết luận là như vậy là D1 của chúng ta là trùng với đường thẳng D4. Đấy, thì đấy chính là cái phương pháp thứ nhất để chúng ta xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng. Thì bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Nếu mà bạn nào xem video của thầy mà thấy nó có ý nghĩa thì các bạn hãy chia sẻ cùng các bạn để cùng nhau học tập, và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ thầy. Thầy xin cảm ơn, chúc các em học tập tốt. Chào các em.